Xin chào quý vị các bạn, rất vui gặp lại quý vị các bạn trong cái video tiếp theo của PC Gaming. Xin giới thiệu quý vị các bạn, đây là bạn gì nhỉ? Bạn Thắng. Bạn tên là Thắng và hôm nay bạn sẽ đến để bui một cái cây tầm khoảng 16 triệu với cấu hình tương đối là cùi. Thì xin bạn Thắng giới thiệu qua về cái cấu hình của bạn cho các anh em xem. Chip là chip gì nhỉ? Sử dụng chip i5-8400. Đâu, i5-8400 đâu cho anh em xem. i5-8400 là full book đúng không? Full book mới. Mới nguyên đúng không? Bây giờ đây là chip rồi, thế đến còn main đâu? Main là gì? Main đây, main Aerox Street B360 Gaming. Aerox Street Gaming à? Thế còn RAM với chip thì sao? RAM đâu? RAM mình dùng hai thanh 4GB Aven. Nét đỏ ạ? Nét đỏ. Đúng không? Nét đỏ hàng một Hà Nội Computer à? Không phải Hà Nội Computer không? Hà Nội Computer. Đúng không? Để xem nào. Bớt 2400. Hàng Hà Nội Computer, RAM 4GB hai thanh 4 anh em nhé. Và bớt là 2400. Là đóng hai thanh 4 này chạy sấp đôi à, quên. Đua. Chạy đua. Đua trên. Đua trên lò. Đâu cho anh em xem cái main nào. Main cũng mới cứng luôn. Đâu chúng ta đưa lên cho anh em xem cái main nào. Main đây anh em nhá. Asus B360 Gaming Trick. Một tông đỏ đen với 4 khe RAM, thoải mái để anh em có thể cắm được. Con này cũng có USB mạ vàng anh em này. Đấy. Hơi mờ tí. Đây mới nét này. Đó, anh em có nhìn rõ chưa? USB mạ vàng này. Đó, rất là đẹp. Rồi, còn RAM là ổ cứng thì ổ cứng gì nhỉ? Ổ cứng đâu? Đây. Ổ cứng là ổ cứng M2. M2 SSD 128GB. Hàng của gì? Hàng của hình như là hàng của Hà Nội Computer à? À hàng của FPT à? FPT. FPT. Để anh em xem. Đây hàng FPT anh em nhé. Lấy led hơi kém. Rồi hàng của FPT anh em à. Đó. Và là 128GB của Transcend anh em nhá. Rồi. Cả hình không? Có cả hình không? Cả hình đây. Cả hình là cả gì? Để cho anh em xem cái tên nữa. Đây là 1060 6GB. Đó, 1060 6GB hàng Gaming G1 của Giga. Ông bỏ xem nào. Hướng dẫn sử dụng mới là sách cái gì ơi. Thôi bỏ qua cái đấy thì cái đấy là chẳng tác dụng gì đâu. Chúng ta chỉ cần đến nhìn thấy em nó là chính thôi. Thế còn cái phần phụ kiện này chúng ta sẽ bỏ qua một bên. Nhân vật chính đây. Nhân vật chính của chúng ta đâu? Giga. Giga 1060 bản G1 Gaming. Bản này có LED ở đây anh em này. Có cái phần LED ở cái chỗ Giga chỗ này này, mấy cả cái chữ fan stop này là có LED anh em nhé. Với hai cụm à ba cụm tỏa nhiệt, con này có ba cụm tỏa nhiệt đấy, ba cụm tỏa nhiệt nên là tương đối là mát đấy. Và cạc khá là dài luôn anh em. Về con này hàng Giga chính hãng này các bạn này, bảo hành 35 đấy. Đó, nguyên siêu ốc yếc sáng choang. Ốc sáng choang này anh em nhìn rõ chưa? Đấy. Rồi bây giờ anh em chúng tôi sẽ lắp vào để test game. Con nguồn. Test game xem nó như nào nhá. Nguồn chúng ta sẽ sử dụng con nguồn 600W để kéo cái này anh em nhá. Tháo chip vào cho vào. Biết lắp rồi hay gì? Lắp thì nghỉ. Hỏng một cái mới. Ờ được. Thế là chết rồi đấy. Mở cái này lên trước đi. Rồi cho chip vào sau. Ấn mạnh không? Đấy, rồi, mở hết tầm đi. Rồi. Đấy, nhấc lên. Đặt xa thì anh nhấc lên. Đấy, ngon rồi. Chưa? Đấy, đặt như này thôi nhá. Lại vào. Cài mạnh. Cái mạnh không sao cả.
Quạt. Tự tay nắp cho sướng. Và đây. Quạt có keo tản nhiệt sẵn. Cái này thì đừng sợ đấy, đây là keo tản nhiệt đấy. Cái này lắp tạm, rồi sau này có tiền thì mua cái fan tản khí sau. Giờ hết tiền rồi. Chỉ dùng tạm cái này thôi. Đấy, để vào đây. Đã cắm vào mấy cái lỗ ấy. Rồi sau quá trình em tôi lắp đặt thì hụ lâu quá các bạn. Giờ tối om rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bật lên để test thử nha. Đó, con này tông màu đỏ luôn các bạn nhỉ, led đỏ này. RAM cũng led đỏ lốt này. Có cái con VGA kia. Con này là con Giga Gaming G1 đấy. Đó là bản 6V nên nó có cái led RGB các bạn ở kia các bạn kìa. Còn con nguồn này là Seasolic 620W anh em nhá. Tối nhìn rất là đẹp. Nhìn cây rất đẹp. Mặc dù là cây cũng mini bé bé. Xinh xinh thôi. Chứ không phải là cây to. Đây chúng ta sẽ xem cấu hình của em nó ở đây các bạn nha. Coi 58.400 kìa. 6x6 luôn. Main là Asus Gaming Joystick kìa. Memory. Memory là 8GB chạy đua trên này. Graphic là 1060GB 6GB anh em nha. Rồi chúng ta sẽ đến với tựa game đầu tiên. Game gì nhỉ? GTA đi. GTA nha. Graphic đi. Graphic ấn vào, phải ấn vào cơ mà nó lại trôi, ấn vào cái bên này đấy, nó kéo xuống. Cái này là max setting các bạn nhé, chỉ có cái vi sinh thì mình bật lên vì FPS nó cao quá, cái màn của mình nó cù bắp, nó không theo được, nó hơi giật. Đấy, max setting, ok, let's go. Nói chung là với cấu hình này, với những tựa game như này thì nó mũi nó nhẹ nhàng quá. không có gì đáng để bàn cả, chúng ta chỉ vào xem cái hình ảnh nó đẹp hay không và cái nhiệt độ của CPU cũng như GPU thôi. Nó mát luôn. Mà CPU của chúng ta dùng tản stock ấy, không phải tản khí anh em nhé. Chưa có tiền mua tản khí, mua cây hết tiền mất rồi. Chờ sau này có tiền thì lắp tản khí sau. Chưa có tản khí mà cũng chỉ có làm mấy độ thôi. Nó mát, chưa có bền gì cả. Cả hình cũng đang rất là mát, hoạt động có mấy chục phần trăm, chưa đến 100% mũi. Nói chung là với cái game này thì quá nhẹ nhàng với cấu hình rồi, chẳng có gì phải nghĩ cả. Mà cái này vui về để làm video mà có phải để chơi game luôn không nhỉ? Mình có cài đi đâu, mình cắm vào chả. Rồi, anh em xem lại cái setting của nó nha. VL mà, bác gãi. Ultra, đẩy Ultra hết đi, chưa cùng á. Đấy, được rồi, thế là được rồi. Bên dưới là nó thế là hết rồi. Sang bên kia. Sang cả bên kia đó, vệ sinh. Ồ, rồi ok, chiến đi. Ultra 70 FPS. Chúng ta đang ở max setting anh em nhé. FPS đang ở 60 FPS kìa. Nhiệt độ vẫn khá là mát, CPU lên 70 độ rồi. Tiếng có vẻ hơi bị to nhỉ. Đang chỉnh cái tiếng của em. Max setting là FPS vẫn đang về 60-70%. À 77 FPS. Nhiệt độ khá là mát đấy. Rồi, vẫn mát đúng không? Vẫn mát. Chơi CPU lên 70 độ rồi. Mặc dù là dùng tản stock, không phải tản khí anh em nhé. Rất là mát.
cạp vẫn qua ma chả vấn đề gì đâu. Sống mấy độ thôi. Chung mà với cái game này thì cũng thật ra thì cũng chưa thua gì với quang cảng. 1060 bản găm minh này là cũng rất là ghê. Chỉ kém mỗi em 1070 thôi. FPS toàn 6 mấy. Max setting. Ấy. Ngọm rồi. Ngọm sớm. Là nào ông ngọm thì chúng ta chuyển sang game khác đi. Max setting. Nhiệt độ vẫn mát đúng không? Rồi. FPS cao vãi. FPS tầm 80-90 kia. Đấy là chúng ta vừa test vừa update game ở ngoài nhá. Ngon như này. Chứ không phải là chúng ta chạy xuông đâu, chỉ chạy mỗi game thôi. Mà vẫn còn update Fortnite với cả update Godzilla ở ngoài. Mà chúng ta dùng tản tốc nó không phải dùng tản khí anh em nhé. Cấu hình này là Gia này là nó vẫn đang update phát ra rồi. Không bị giật đâu. Không bị giật đúng không? Mặc dù là bị thoát hẳn ra ngoài vì cái Gazela nó đang áp. Mà dậy vẫn ngon. Nói chung là mấy cái tựa thêm này thì chẳng có nghĩa lý gì với cấu hình này. Đúng không? Mấy tựa game này chẳng nghĩa lý gì với cấu hình này cả. Mặc dù chúng ta vẫn còn đang áp game và đang chạy trên ổ cứng thường, không phải cái cạc M2 đâu anh em nhé, mà vẫn ok. Còn nói chung là chúng ta cũng chỉ test thế thôi. Chúng ta sẽ đến tựa game khác anh em nhé. Thoát đi. Stock nhưng mà rất mát luôn. Chưa thấy vượt qua ngưỡng 70 độ. Vừa có mỗi một lúc chơi cái Far Cry 5 là lên đến 50 độ, 70 độ thôi. Còn mấy game này thì quá mát. Chưa thấy có hiện tượng quá 70 độ bao giờ cả. Mặc dù chúng ta dùng tản stock, không phải tản khí mới là tản nước đâu. Và rất nhiều trò rồi. Tất cả các trò đều max setting anh em nhé. Cấu hình này thì thôi quá chất, chả có gì phải nghĩ nữa rồi. Không kiếm được cái xe nào để chạy nha. Thì hụ lắp cái vỏ nó bé quá, lắp bao lâu đến tối mới test để cho anh em xem là bọn trẻ con nó chơi nó hơi ồn anh em ạ. Anh em thông cảm tí nhá. FPS cái kia thì quá phê rồi, chả có gì để nói rồi. Toàn 60-70 này. Chưa thấy 50 phát nào hay sao ấy. Mà không đờ đốp được tiếp gì cả. Ổ cứng đang chạy hết tầm. Đây là chạy ổ cứng, không phải chạy SSD anh em nhé. Không phải chạy SSD thẻ M2 đâu. Bắn kém quá các em ạ. Đạn ít bắn kém quá, chúng ta xem lại xem nào. Giời. Này bắn cũng hơi gà các bạn ạ, chứ không mình chết lâu rồi. À ông ấy cũng hết đạn. Ông này cũng hết đạn nhưng mà nó thế. Rồi, quá ok rồi, chúng ta không có gì phải nghĩ nữa rồi. À hôm trước các bạn bảo mình test build MV ấy, mình sẽ test thử build MV cho anh em xem nhé. Rồi, chúng ta sẽ đến với build MV anh em nhé. Test cho anh em xem mà nó hoạt động như nào thôi, chứ cái build PC còn chạy ở mầm thì cái gọi là chả nghĩa lý gì. Cái này là chúng ta đang để mắc setting tất cả anh em nhé. Em tắt cái thế này, ông này cũng nói nhiều quá chứ không hề các cụ ấy ý kiến. Anh em chỉ xem mình chạy bộ một tí thôi vậy. Anh em xem lại cái setting và cấu hình nhá. Đây mình để là HD à,
HDR ấy, và Xtreme nhá. Cái này phải để smooth color cho đẹp. Đó, anh em có thể thấy hình ảnh cực kỳ phê. FPS thì cứ tầm 59-60 thôi. Nhiệt độ thì quá mát mẻ, mặc dù chúng ta CPU dùng tản stock hay tản khí và cũng không phải tản nước gì đâu anh em nhé. Hết tiền mất rồi nên không có tản khí và cũng không có tản nước. FPS như này thì thôi chúng ta cũng chẳng phải nghĩ ngợi nhiều đúng không? Chạy thì quá phê. Và xin nhắc lại các bạn là mình sử dụng cái ổ cứng của mình nhé, không phải cái SSD của bạn ấy đâu. Mặc dù vậy nhưng vẫn rất là phê. Có lẽ chúng ta chỉ cần test một đoạn như này thôi anh em nhé, vì cái clip này nó cũng khá là dài rồi, chúng ta sẽ dừng nó ở đây thôi. Trước khi dừng các bạn xem lại em nó một lần cuối. Đây, mình sẽ quay lại cho các bạn xem em nó lần cuối. Em nó đây các bạn nhé. Đấy. Đó, cạc Giga Gaming G1 có đèn LED RGB rất sáng, nguồn Seasolic 620W, RAM là 8GB chạy Duo thanh 4, 2 thanh 4GB. Main thì là main B360 Gaming của Asus rồi, mà nó mờ quá, tối quá không nhìn rõ anh em ạ. Rồi, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.